Hello anh em ha. Mình mới vừa vệ sinh xong một con Kawasaki FE250 ha anh em. Công suất là 8.5 HP ha. Con này sản xuất vào năm 1995 ha anh em. Đây. Đời sản xuất của nó là 1995 đến 1998 ha. California, Shinsan ha. Này là những cái thông số của nó ha. Đây. 250cc ha. Là những thông số nó Kawasaki ha. Còn nguyên mã vạch anh em. Máy này là hàng lưu kho chưa sử dụng ha anh em. Chưa qua sử dụng nè. Dấu nền nè, chưa có dấu bắt ốc ha. Đây nè là chưa có dấu bắt ốc. Con này về là chưa xăng chưa nhớt ha anh em. Cái lọc xăng của nó, là có nó nằm lên một đống dầu trong gieo luôn ha. Cái dầu trong gieo chống xét để chống xét cho mình xăng ha anh em. Trước khi nó gáp là nó sẽ tráng một lớp dầu để chống xét cho mình xăng ha. Đó, xăng này là xăng mới của mình ha. Đó. Đây, cái lược này nè. Con này là hàng chưa qua sử dụng. 250 góc thẳng tua nhanh ha. Lọc gió thì siêu mới, nói chung là chưa qua sử dụng. Mở ra mất công mất thời gian ha. Đây nắp cò đây ha. Đó. Mới vừa vệ sinh xong xịt dầu lên ha anh em. Cho bóng xong rồi đem cất ha anh em. Xăng là còn niêm phong mực ốc mực rồi tùm lum hết trơn nha, mà mình rửa nó trôi mất ha. Nắp máy đây chưa có dấu sử dụng ha nha. Đây rồi, ốc lắp lắp nữa nè, vàng cháy luôn ha. Đây, ốc rồi xong vô trắng tinh, chưa có dấu hiệu chạy ha. Mình tháo khói ra mình kiểm tra bên trong trắng tinh luôn ha anh em. Rồi lắp đây. Con này chỉ thiếu mỗi cái thùng giấy ha anh em. Cái cốt nó sâu dài quá trời luôn, cốt nó dài tới tấc luôn ha. Tài có 5 phần. Đây, cực kỳ đẹp ha. Ốc tán là chưa có gỉ sét con nào hết. Đây cái áo bô nè. Áo bô còn đen xì nè, cái cổ bô nè. Đó, anh em nhìn cái cổ bô ha. Đây, nhìn cổ bô đây, đó, đen xì luôn ha. Bánh đà ở trong còn trắng tinh luôn ha anh em. Đấy, rất là đẹp. Nói chung là thiếu mỗi cái thùng giấy thôi ha. Ốc sợi nhớt nè, sợi nhớt nó màu tím luôn ha. Cái công tắc này là công tắc mình gắn mới, về nó không có công tắc ha, không có chỗ nào để gắn công tắc luôn. Máy thì thôi rồi luôn ha, kéo một cái là chạy ha nè. Máy này không cần phải test chạy cho anh em coi đâu ha. Quá trời đã, Kawasaki ha. Khóa xăng nó cũng là Kawasaki luôn anh em. Khóa xăng nó độc chiêu lắm ha. Dặn rất là nhẹ nhàng. Dặn rất là nhẹ nhàng luôn. Đây. Gió nè. Tháo vào cho anh em coi nghiên cứu được chơi. Đây nó để gì đây tùm lum hết cho anh em ơi. Cái này mình không có biết đường đọc nữa ha. Tháo vào cho anh em coi. Biết bao nhiêu năm rồi mới gặp được một con đầu tiên ha anh em. Nó là cọp của cọp luôn ha. Đây, nó lọc gió nè anh em. Chưa có đóng một miếng bụi ha. Đây, chưa có đóng một miếng bụi luôn. Đó. Con máy này nó có để đổ xăng đâu mà bụi với không bụi. Đây, đây còn một miếng che nữa nè. Đó. Xăng bên trong là mình không tháo ra công suất không rửa ha anh em. Còn nguyên viên ha. Không tháo công suất không rửa gì hết. Đây là châm xăng châm nhớt rồi là chạy luôn ha. Cái bô e này là bất tiện. Thôi tháo phải dặn ốc ha. Đây rất là đã. Nó giật cảm giác như là mình không có giật với anh em ha. Giật cái máy cảm giác nó là không có giật vậy. Giật mà nó nhẹ, nó nặng, không nặng lên mà không biết cái tua ngắt nó nằm thế nào chứ ha. Mình phải kéo từ từ mình mới biết cái tua ngắt ha. Phải kéo từ từ mới biết cái tua ngắt nó. Này là nó xài chó sắt anh em. Đấy, đó, kéo từ từ mới biết chứ anh em kéo lẹ là không biết tua ngắt đâu. Nên anh em phải kéo thẳng tay nó mới chạy ha. Quá mới. Lần đầu tiên ha. Lần đầu tiên mình thấy được con Kawasaki nó đẹp gì. Mugi nè, còn nguyên zin không?
tháo ra mugi còn trắng bóc luôn anh em, tháo chừng mugi còn trắng bóc luôn, đầu bê tông trong là trắng tinh. Con này máy mới mà nó đã có đã chạy đâu mà trắng với đen, chưa có chạy thì lấy gì trắng với đen. Cái nước nhôm nó rất là đẹp, cái nước nhôm nó đẹp hơn nước nhôm của máy Mitsu mình nữa anh em. Máy Mitsu mình là nước nhôm rất là đẹp, nhưng mà cái thằng Kawasaki này nó còn đẹp hơn nữa, làm nước nhôm góc bo cạnh đồ rất là đẹp anh em, rất là tỉ mỉ, bo cạnh góc là không có một phần thừa nào hết. Còn cái này còn nguyên cái chụm này là cái gì mình cũng không rành nữa. Bữa nào anh em nào có mua máy gì tháo nghiên cứu cũng cho em biết nha. Nguyên cái cụm này, bốn con ốc này để làm gì mình cũng không hiểu. FE250 anh em. Con này mà được 13 ngựa một cái thì tới nái luôn ha. Con này được 13 ngựa một cái. Hàng này chắc để trưng bày đồ chơi anh em. Có máy đẹp rồi chứ buôn bán gì con này. Mua vô thì giá nó tới nóc nhà rồi. Một hàng siêu tầm. Nắp xăng dặn rất là nhẹ. Xăng dặn rất là nhẹ. Mất xăng còn mực nữa anh em. Mực nó là mực gì mà sao nó gặp xăng nó không phai. Cái mực gặp mực của mình là bỏ vô xăng là nó tiêu liền. Dặn rất là yên tai. Cái lắp nhựa này dặn rất là sướng. Rồi xin chào anh em ha. Chạy phim chỗ này uổng quá anh em. Cái thùng xăng nó làm bề ngang nó dài xấu. Thùng xăng này chắc trên 4 lít anh em. Bây giờ đổ 4 lít xăng là mất mẹ nó trăm mấy rồi. Xăng rất là đẹp ha. Rồi xin chào anh em ha.